của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. Và mình là Linh đến từ kênh Queen Channel. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ giới thiệu với mọi người cách làm món kim chi. Và bây giờ hãy cùng mình đi siêu thị để sắm nguyên liệu nhé. Nguyên liệu để làm kim chi bao gồm bắp cải thảo, hành lá, hẹ, tỏi, một miếng gừng, một củ cà rốt, một củ cải trắng, một trái táo, một củ hành tây, hai muỗng đường, hai muỗng nước mắm, một dĩa muối hột, hai muỗng bột nếp và bột ớt Hàn Quốc. Nào, bây giờ hãy cùng mình pha chế nguyên liệu nhé. Và sau khi bọn mình đi siêu thị và chọn lựa các cái nguyên liệu xong thì bây giờ bọn mình sẽ bày ra bàn để chuẩn bị sơ chế qua. Và mọi người có thể thấy ở đây là các nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị sẵn. Đấy là có cải thảo ạ. Đây. Cải thảo là rất là tươi và to và mình đã rửa qua một chút cho nó sạch bụi. Đấy. Rất là to hoa. Đây, các cái nguyên liệu mà nãy mình đã giới thiệu trong phần đi chợ. Đấy, đầy đủ. Và lưu ý là các bạn hãy nên sử dụng bột ớt Hàn Quốc. Tay này. Bột ớt Hàn Quốc chính hiệu và rất nhiều người khi mà chúng ta làm kim chi thì sử dụng cái bột ớt này. Và bây giờ Linh Ngọc sẽ giới thiệu các cái nguyên liệu khác nghe. Và các nguyên liệu tươi như là kim chi này, rồi lê, táo, cà rốt thì chúng ta sẽ cần các loại bột như là bột ớt Hàn Quốc, đường, bột nếp và muối hạt. Cải thảo này thì bọn mình đã rửa rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ bổ làm đôi. Về. Bây giờ thì mình sẽ sát muối vào trong từng kẽ lá cải thảo nhé. À, chúng ta đang sát để làm mềm kim chi, lá kim chi. Bởi vì kim chi khi mà chúng ta có cái độ mềm thì chúng ta mới có thể trộn cái nguyên liệu khác vào. Cái này thì hơi khác là dưa muối Việt Nam một chút các bạn ạ, vì dưa muối Việt Nam thì mình sẽ ngâm dưa trong nước, phơi héo dưa đi, sau đó là ngâm dưa trong nước muối. Còn kim chi thì mình sẽ phải sát muối này, sau đó mình sẽ rửa qua với nước muối tiếp. Sau đó để vài tiếng đồng hồ, mình thì với cái lượng kim chi này thì sẽ để 4 tiếng đồng hồ đó để cho muối bắt đầu ngấm vào lá và làm mềm lá ra. Và bây giờ thì mình sẽ nhúng qua lá cải thảo một lần nữa với lại nước muối. Và chúng ta lưu ý là cái tỷ lệ muối so với nước chúng ta phải pha đặc lên, bởi vì là các bạn đừng lo lắng là nó sẽ bị quá mặn. Nếu như mà quá mặn thì chúng ta có thể rửa lại với nước trắng một lần nữa. Tuy nhiên thì chúng ta phải đảm bảo rằng là cái lá của cái kim chi của chúng ta luôn luôn là phải mềm. Và ngay bây giờ thì mình sẽ hòa tan cái bột nếp này vào nước để chúng ta làm cái nguyên liệu nước sốt. Và bây giờ thì mình sẽ hòa tan cho các bạn xem nhé. Come on, here. Đấy, đầu tiên mình sẽ hòa cho nó vào nước rồi để cho nó tan ra. Sau đấy thì mình bắt đầu quấy lên, đúng không? Quấy đều tan hết.
Bây giờ thì mình sẽ tiến hành trộn cái sốt vào cái lá kiểu kim chi, và chúng ta lưu ý là phải vuốt đều các cái lá ra để cái sốt nó sẽ vào được bên trong. Các bạn lưu ý là đừng để lá nó bị rời ra khỏi cái đáy cũ này nhá. Tại vì như thế thì chúng mình sẽ không để được lâu đâu. Rồi, nhưng mà mình đã giải thích đấy. Thì tại sao mà Hàn Quốc người ta lại có mùa để làm kim chi? Cả gia đình người ta làm kim chi và người ta cho vào dưới hầm, người ta ăn cả mùa đông. Nên là người ta phải để rất là to. Các bạn thấy là ở trong những cái nhà hàng Hàn Quốc ấy, khi mà người ta mang kim chi ra ấy, thì người ta mang cả một cái bảng, một cái cây kim chi ra xong người ta mới cắt. Thì đấy chính là cái kim chi mà chúng ta đang tiến hành làm đây. Còn bình thường là chúng ta cái kim chi ăn ngay ý, thì chúng ta sẽ tách, chúng ta không cần phải để cả cây, chúng ta có thể cắt ra nhỏ luôn. Nó trộn thì nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhanh chín hơn. Wow, và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức kim chi thôi. Và mình sẽ mở kim chi ra, sau một thời gian chúng ta ủ, ngâm và chúng ta cho vào tủ lạnh. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng đã được thưởng thức món kim chi. Và mình sẽ mang cái món kim chi này cho bạn bè mình cùng ăn nhé. Chị thấy kim chi thế nào? Bình thường các vị kim chi mà chị hay ăn được không quá nướng thì nó sẽ có vị ngọt hơn một chút. Và có thể là các bạn ấy nướng nhanh nên là nó chưa có độ chua. Nhưng mà kim chi mà Linh làm thì nó đã có độ chua rồi. Và cái độ cay của nó cũng khá là hợp với cả người Việt Nam. Chị không ăn được cay, không ăn được cay lắm. Nhưng mà với cái độ cay như này thì chị nghĩ là ok, hợp lý. Chị thử ăn miếng nữa thế nào? Bình thường chị hay ăn kim chi với món gì? Thịt nướng. Thịt nướng à? Ừ. Thịt nướng, người Việt Nam rất là hay ăn với thịt nướng. Có một đĩa thịt nướng ở đây. Ừ. Mình hy vọng rằng thông qua video này các bạn cũng đã biết cách làm kim chi cùng với bạn bè và người thân của mình. Hy vọng rằng các bạn đã có thời gian xem video vui vẻ. Và các bạn đừng quên like và share video nhé. Các bạn hãy like fanpage của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc nữa nha. Bye bye.